Miền Sương Tản Phố có 34 tản văn với gần 150 trang sách là hình ảnh về một phố núi Pleiku trong sương mờ được vẽ bằng màu của kỷ niệm với những hình ảnh chi tiết gần gũi thân thương. Đó là ký ức về những lần đi hái nấm mối, về mùi vị của nồi thịt đông hay cái bánh chưng ngày Tết, đến những tháng ngày phong phanh áo mỏng đạp xe vừa dốc vừa đồi. Tác giả đã tô đậm chân dung Pleiku trong nắng, trong mưa và cả những buổi giao mùa, giúp người đọc cảm nhận về một phố núi rất đỗi mơ mộng, duyên dáng và chân tình đến lạ. Miền Sương Tản Phố là cuốn sách thứ 7 của nhà thơ Ngô Thanh Vân được xuất bản.